A là một họa sĩ. A có ý định mở triển lãm trong thời gian không 2 năm. B là một người khách đến xem tranh, rất thích bức tranh có tên em và đề nghị được mua bức tranh này. A và B thống nhất giá bán bức tranh là 2 triệu đồng. A sẽ hỗ trợ cho C giao tranh đến tận nhà cho B. Sau khi B trả đủ 2 triệu đồng cho A, 3 ngày sau, C đã giao bức tranh cho B tại nhà B. Khi mở bức tranh ra xem thì B thấy bức tranh bị nhòe mực. Hỏi ra mới biết C trên đường vận chuyển gặp cơn mưa nhưng do có quá nhiều tranh phải vận chuyển nên C không dừng lại trú mưa. Vì vậy, B yêu cầu A bồi thường thiệt hại. Xin hỏi Sinh và cộng sự luật sư giỏi pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này như thế nào? Theo khoản 4 điều 8 Bộ luật dân sự năm 2015, bức tranh là kết quả của hoạt động sáng tạo ra đối tượng quyền sở hữu trí tuệ của A. Do đó, A có quyền sở hữu đối với bức tranh, đồng thời, A cũng có quyền tác giả đối với bức tranh. Bức tranh là một tài sản hợp pháp, A và B giao kết hợp đồng mua bán bức tranh. Theo khoản 1 điều 8, A có quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản của mình cho chủ thể khác và B có quyền xác lập quyền sở hữu đối với tài sản hợp pháp thông qua hợp đồng. Hợp đồng xác lập giữa A và B là hợp đồng mua bán tài sản, một trong những loại hợp đồng thông dụng và rất phổ biến trong đời sống xã hội. Bức tranh đã bị thiệt hại là không còn giữ được toàn vẹn của tác phẩm. Nguyên nhân là do hành vi của C. Theo khoản 7 điều 8, Bộ luật dân sự năm 2015, B có quyền yêu cầu C phải bồi thường thiệt hại cho mình theo quy định của pháp luật.